Bây giờ cô hãy nằm xuống cạnh tiểu thơ Thu Hạnh để ta làm phép. Ủa, nhưng mà tôi phải làm gì? Có cần phải nhắm mắt không? Nhưng mà có đau không? Hai người hãy đi ra ngoài, ta làm phép quán đổi dung nhan tới sáng mới xong. Hai người hãy ra ngoài đi. Được rồi. Bà, chính bà đã sai đạo sĩ ám hại tôi. Tôi sẽ đi báo quan bắt bà.
Thôi, đừng có nghịch ngợm nữa. Nè, ông Chính, ông hãy mang cô Hạnh. À mà không, hãy mang cô Lợm xuống kia mà đi đi. Tía, tôi là con Lợm nè, tía không nhìn ra hả? Thật sự con này là Lợm hả? Bà chưa tin hả? Nè, bà nhớ không, bà đã thỏa thuận á, bà mang tôi về nhà đổi đời. Bây giờ bà còn đứng đó làm gì? Đúng rồi, kiểu cách nói chuyện điệu bộ này đúng là con Lợm rồi. Thì tôi là con Lợm chứ ai đâu, tí còn hỏi gì nữa. Bà nào, bà hãy nhớ những gì bà đã hứa. Nửa năm sau ta sẽ quay lại lấy phần của ta. Còn bà, hãy nhanh chóng mau mắn dạy cho con bé lời ăn tiếng nói, làm sao cho giống tiểu thơ Thu Hạnh. Cẩn thận, nếu không khéo sẽ bị lộ tẩy. Phương thuật của ông thật là cao siêu. Chuyện ông tráo mặt tài tình như vậy mà ông cũng làm được. Hãy đưa tiểu thơ Thu Hạnh về đi. Kéo người nhà ở nhà bà, kêu quan quân truy tìm thì rắc rối đó. Còn ông Chính cũng phải mau rời khỏi đây. Hãy nhớ những gì bà đã hứa và được bao giờ nghĩ là sẽ nuốt lời. Ta biết rồi. Tía. Hả? Tía, có lẽ đây là lần cuối cùng tía với tôi gặp nhau á. Sau này á, tía gặp tôi thì cứ coi như là không quen biết nha. Nhưng mà nói gì thì nói, tía cũng đã có công nuôi dưỡng tôi khôn lớn. Nhưng mà thời gian qua tôi cũng giúp tía kiếm tiền, cứ coi như là tôi đã đền đáp cho tía rồi. Bây giờ tôi với tía không ai nợ ai nữa. Mày đúng là đồ vô ơn. Tao cũng kể coi như không có con Lộn từ trước. Còn mày, sau này liệu mà sống cho nó đàng hoàng? Tôi biết, tự lo cho tôi thôi, tí khỏi lo. À mà nè, anh Lì á là người tốt bụng, nhưng mà hơi bị ngu một chút. Tí á cũng đừng có thấy như vậy mà hả lợi dụng ánh hoài à. Thằng Lì á, nó cũng không cần cái lòng thương hại của mày đâu. Còn nữa, nghe nè, từ đây về sau mày bỏ luôn cái thưa tía tía giùm tao cái đi. Tao không có đứa con như mày. Thank you.